Ok và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình là Thành EZ đây. Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Tom and Jerry Chase, tựa game cực kỳ hay về mèo chuột. Đấy, mèo Tom và chuột Jerry nha. Và nếu anh em nào thích video này hãy lại cho mình một like cũng như là comment xuống dưới video. Nó sẽ là cái động lực lớn để làm thêm nhiều video hay hơn nữa trong tương lai nhé. Và nếu video được 1000 like, ngày mai ta sẽ tập mới nhất của Tom and Jerry nha. Và anh em có 3 giây để like cho mình nè, 3, 2 và 1. Và cảm ơn rất là nhiều. Cowboy Jerry sẽ được giảm giá tới 30% từ 27 đến ngày mùng 2. Con này giảm giá cực kỳ nhiều anh em ạ. Chỉ còn giá là 327 thôi. Còn Cowboy Jerry Magician đấy. Nói chung là nó sẽ tùy từng con và nó sẽ giảm giá nha anh em. Con này hiện tại đang là giá là gọi là hợp lý nhất rồi. Mấy con trên thì bình thường con này được nó từ là 460 xuống còn có 327 thôi. Ồ, con này khỏe phết đấy anh em ạ. Đừng đùa, đang giảm giá anh em ơi. Mua ngay cái gì đây? Nó tiếng Anh nhỉ? À tiếng Trung nhỉ? Ồ, cái gì đây? Texas. Ui, mèo Texas à? Ồ, wow, đẹp ghê. Chúng ta có một số nhiệm vụ vẫn là tiếng Trung anh em ạ. What the fuck, mình không hiểu lắm. Đấy, vẫn có một số nhiệm vụ là tiếng Trung nha. Ok, làm trận nhỉ? Làm trận mèo thương nhỉ? Đâu rồi? Choose guest. Gans matching rồi. Ok bạn ơi. Hôm qua mình thắng một trận nó cũng khá là khó khăn. Phải nói cứ rất là khó khăn đi đánh nhau với mấy con chuột. Khá là khó chịu phải nói như vậy. Percast. Mình đang chọn một cái percast cái deck thường. Ba chuột thường, chuột là khả năng hồi máu rất the fuck. Chuột vua. Lima. Một chuột cowboy. Wow, khó thế nhờ. Tôi không biết là tôi sẽ đánh theo kiểu gì đây. Nhìn chung là nó khó vãi cả đạn đó anh em, có nhìn thấy không? Chuột cowboy, hai chuột nhà, mèo nhà. Tôi có thể chat được anh em. Ready now, everybody, winner. Có gì không? Nhanh, look character gì? Mình character cùi bắp nhất, bắt bọn nó nhìn. Ok boy, nhưng mà mình tốc độ mình loát nhanh nhất. À không, thằng Crazy Queen này loát nhanh nhất này. Con Lưu Ma này, có khi còn mạng lag ấy. Nhìn vệ sĩ vậy, nhìn cái con, có hai con chuột này đang ăn bánh thì không có nói gì rồi. Nhìn cái mặt con này xì vậy trưởng. Cầm cường gọi là cái cây gậy của nhà vua chứ. À thì là giết mày, nhưng mà con này khó lắm. Ôi, vàng chóe luôn ạ. King Jerry anh em ạ. The fuck, khó nhàn luôn. Ok bạn ơi. Đây cái này ở trên này nha. Ok, ở đâu nhỉ? Cái này khiến mình dùng mình một phát anh em ạ, khá là khó chịu. Ok, ăn. Và ai trưởng, chỗ này thì cẩn thận nhá, cẩn thận để dẫm vào nhá. Ok bạn ơi, không biết nó đang ở đâu, XP bên này. Chúng ta được hồi một cái lượng máu khá lớn. Tại sao nó phá được cái cửa nhở? Ai chà, tôi vẫn đánh được một con anh em nha. Chết mày đây cưng. Vãi trưởng. Chết mày đi cưng ơi. Còn lợn này. Collector, ok boy. Đâu rồi? Nhốt nó ở đâu đây, người anh em?
Vẫn ở dưới tầng đi anh em ơi. Chết rồi, khó ghê. Đâu rồi? Con chuột đâu rồi anh em ơi? Bắt được con nữa rồi anh em ơi. What the fuck, nóng thế. Nóng thế, ở đâu nhỉ? Ở đây bạn ơi, này. Ở đây bạn ơi. What the fuck? Một con Jerry đai rồi nha anh em. Làm sao mà có thể lấy được đây? Khá là khó chịu. Ở bên này nó có cái... Tôi phải bắt được hai con á. Ăn sữa. Ơ chết rồi. Toàn nhầm á. Ok bạn ơi. Tôi cam chết, cam chảy cối chết cả con này luôn đi. Là chúng ta sẽ thắng thôi. À đây rồi, đây rồi. Đây rồi. Cam chảy cối là phải chết con này. Ui, bắt con vua anh em ạ. À. Ok. Nó tàng hình à? Hình như tàng hình anh em ạ. Nào, vào đây bạn ơi. Không nhảy lên được. Ồ, vẫn chảy cối vãi. Đây này, nhảy sang bên này này, cưng. Chảy cối thật sự luôn. Chảy cối vãi. Nào. Con này cùi bắp vãi trưởng anh em ạ. Ok. Thích chảy cối thành thần à? Đâu nhỉ? Ôi ơi. Khó thế nhở? Ok anh em ơi. Nào. Chạy đâu bạn ơi. Con mèo gian ác. Đây chính là con mèo gian ác anh em ạ. What the fuck. Yes. Con này chỉ còn 12 phút thôi. Ok bạn ơi. Rồi ôi. Trận này dễ win vãi trưởng anh em. Tôi thề là tôi thắng quá là dễ. Khả năng đỉnh cao quá. Ôi giời ơi, cứ tưởng nào 585. 2500 này, đánh mèo thành thần rồi. Con này mèo cào rất tốt, đam rất to anh em ạ. Tôi sẽ đi làm thêm nhiệm vụ ở bên này. Ok gì đây? Level 8. Chào mừng các bạn lên level 8. Đây là event này. Cho cần đọc những cái event đây để xem mà chúng ta có những cái gì để ngày 1 để nhận được thêm 100 này, ngày 2 này, 7 ngày thử thách 7 ngày.
The King Jerry Silver. Ok, đây là mảnh skin của The King Jerry anh em ạ. Chúng ta làm tất cả nhiệm vụ này để lấy mảnh của King Jerry thôi. Kiểu dạng như vậy. Tôi sẽ nhận tất cả những cái này luôn. Ok. Có một cả cái vé gì đó. Hôm nay là ngày 3 rồi đúng không? Mới là ngày 2. Tôi cũng không biết là ngày 2 hay ngày 3 hay như thế nào đây. Ngày 4 rồi đây này. Hôm nay mình chơi được 4 ngày rồi sao đúng không? 4 hay 5 ngày rồi. Ngày 5 rồi đây này. Sao chơi nhiều ngày này. Ngày 6, ngày 7. Ok, cái này hết rồi nha. Có thể được cái quả con này luôn á. Tài chính chung, chỗ này tiền chính chung thì hơi khó hiểu. Daily event, level ups này. Nó không cho nhận tất cả nhờ. Cái này là mình có thể là dồn tiền để mình mua một con mèo. À, một con chuột hoặc một con mèo gì đấy. Mình thường đánh mèo nhiều hơn nên mình nghĩ mình sẽ mua mèo. Ok boy, shop này. Cái gì đây? Cái này là cái gì đây? Nó vẫn có dấu chấm, có nghĩa là mình chưa ấn xong. Được thêm một cái nữa, được thêm game benefits. Cái này thì chịu, không biết là được cái gì. Daily benefits vẫn được anh em ạ. Ok, cái này là phải nạp tiền. Cái này chắc là phải nạp tiền vào. Bạn bè này, tôi có thể kết bạn thì rất là nhiều người. Request này anh em, có một số người đang online. Nhiều vãi fan thành cái gì ấy. Nhiều vãi trưởng luôn. Thư Kama Clemon, xem có quà gì không. Tôi được một cái new skin anh em ạ. Trời ơi, cái này hình như tôi sẽ có cái chuột tiên anh em. Con chuột bà tiên ấy. Kama start cái gì đây, không biết là cái gì luôn. Tôi thay đổi cái edit avatar. Đấy, nhìn trông nó buồn cười hơn. Ok, skin mình, tôi có skin mới này. Skin của con chuột mới này. Wow, skin gì đây? Wow, skin gì đây? Vãi trưởng chuột Trung Quốc à? Merry Christmas. Ý, đẹp vãi. Ăn bánh. Cũng là ăn bánh nhưng mà phi công. Ăn bánh nhưng mà là Uptown Land. Kít. Tên là đấy. Có cái này là đẹp nhất này. Cái này là đẹp nhất này anh em. Sổ đẹp thế, đẹp trai có gì sai. Skin đẹp vãi. Phải nói skin đẹp vãi trưởng luôn. Backpack sẽ có gì không? Backpack sẽ có hai cái này. Tôi sử dụng luôn. Đấy. Accessory. Lấy cái này đi. Cái khung này nhìn trông đẹp hơn. Item Cowboy Jerry anh em ạ. Cái này chỉ có mấy tiếng thôi anh em. Chính xác được có mấy tiếng rồi cái này à. Cowboy Jerry 7/50 skin này nha. Phải 50 cái thì mới được cơ. Nhé. Cũng hiểu ra một tí xíu. Quest thì hình như tôi cũng hoàn thành được một số cái quest. Action shop. Cái này thì tôi từ quest list Clemon. Đấy, tôi sẽ được một số cái năng lượng gì đấy. Trong tuần đấy, nhiệm vụ trong tuần đúng không? Rồi, và chúng ta sẽ kết thúc nhé. Xin chào lại anh em trong tập kế tiếp nha. Bye bye.